Vừa rồi thì có anh khách lên đời một lúc 4 máy luôn đây anh em nhá. Em có hỏi trêu anh ý là anh mua máy cho cả nhà rồi bây giờ lên đời phải đi lên đời cho cả nhà anh. Thế mà đúng thật. Hôm 12 tháng 7 thì anh ấy có mua một con 11 Pro về dùng. Về nhà thì chẳng may để vợ biết được. Xong vợ anh ấy thích quá nên là hôm sau 13 tháng 7 anh quyết định mua cho vợ thêm một con nữa. Sau hai vợ chồng về dùng ấy thì chẳng may lại để ông bà biết được. Ông bà lại bảo thích quá. Thế là 15 tháng 7 anh lại sang quất luôn thêm hai con về. Mua thẳng anh em nhá. Còn cả nhà đang dùng máy gì ấy thì em không biết. Đàn ông gia trưởng ấy nó phải thế. Về dùng được khoảng nửa tháng ấy thì vợ anh lại muốn một con máy nào mà vừa to lại vừa khỏe nên là đổi lên 11 Pro Max. Nhưng lần này ấy, thì anh ấy rút kinh nghiệm là phải họp gia đình trước, hỏi xem là mọi người có muốn đổi lên cùng không. Thì xem đến đây ấy, là anh em cũng biết rồi gì. Anh ấy mang luôn 4 con 11 Pro đến đổi 4 con 11 Pro Max. Đúng là gia trưởng mới lo được cho em, mà lo luôn cho cả nhà em ấy chứ. Lên đời ấy, thì trong vòng 1 tuần các bác sẽ không mất phí gì cả. Còn sau 1 tuần thì chỉ thêm phí 500k thôi nhá. Bác nào mà muốn tiết kiệm ấy thì dùng thử trong vòng 1 tuần rồi mang đi đổi. Còn không ý, thì cứ dùng gần 1 năm đổi thì cũng chỉ mất phí 500k thôi. Nói thật nhá, có nhiều anh em dùng được khoảng chục hôm, 15 hôm mang đi đổi thì phí vẫn mất là 500k. Thì anh em kêu đắt này kia. Nhưng mà chỉ có em mới có cái chính sách lên đời như này thôi nhá. Còn các chỗ khác ý, các bác mà muốn đổi lên đời thì auto trừ phí ít nhất là phải 1 triệu. Không thì 10-15% đấy là điều bình thường. Mỗi nơi ý, thì sẽ có một chính sách lên đời riêng. Còn cái chính sách lên đời của bên em ý, thì chỉ có hời ý, chứ không có lỗ. 500k này là phí reset bảo hành và anh em đổi máy lên thì sẽ được thêm gói bảo hành 12 tháng tiếp theo nhé. Một người lên đời một máy là điều bình thường. Đây một người lên đời một lúc 4 máy thì anh em phải hiểu rồi ấy. Cảm ơn anh Giai rất là nhiều. Còn anh em nào mà muốn lên đời ấy, thì qua ngay Hoàng Kiên đi nhá.